Chào bạn, rất vui được hướng dẫn bạn lắp đặt TV 32 inch DS500 Smart TV tần số quét là 400Hz. Lắp đặt và treo giá. Bộ sản phẩm của TV gồm có này. Một điều khiển, một sách hướng dẫn sử dụng, một bảo hành, một, hai ổ pin. Cách lắp điều khiển thì mình ấn đây, mình ấn cái nút này xuống, kéo ra, đây ấn xuống, đây ấn từ trên xuống này, nó đang kéo ra, ok. Pin lắp theo chiều âm dương, mình lại đóng lại, đóng ngược lại đây, cài trên này trước, đóng lại, ok. Đây tháo nắp điều khiển. Một giây một, bây giờ mình sẽ chỉ bạn cách treo giá treo. Đây là bộ giá treo của mình, gồm có này hai thanh này để gắn vào tivi, một cái thanh này để treo lên tường, và tí nữa sẽ móc như này sẽ thành một bộ giá treo. Chỉ bạn về mặt sau của TV Pala DS500 và hay cái giá mình sẽ để vào như này nhé, mình cũng đẩy lên ra hết cỡ. Ok, giá cứ bỏ ra đã. Đây là các cái bộ phím của nó, rất nhiều phím luôn. Đây có đánh dấu, đây là phím bật tắt nguồn này, tăng giảm tiếng này, tăng giảm một kênh này, lên xuống một kênh nữa, hoặc là điều khiển để lên xuống. Còn đây là tiếng to tiếng nhỏ này, đây là phím ok, tất cả ok ở đây, tất cả nó tắt ở đây. Đây là dây nguồn, có hai bộ phím cơ bản đây, nếu mà xanh trắng đỏ thì là video, xanh xanh đỏ thì là compliance, và ở đời này thì lấy tiếng out cho loa đầu giảm.
các cái loa karaoke thì dùng hai jack AV, không còn dùng 3.5 nữa. Đây là cổng wifi, cổng mạng, nhưng TV này có thể dùng được wifi. Một jack quang để cắm các cái dàn đời mới, dàn 5.1, dàn 4.2, dàn 7.2 tùy mình. Hai cổng HDMI, một cổng anten, hai cổng USB. Ok, đây là mặt sau. Bây giờ mình sẽ chỉ bạn cách treo nhé. Nếu đây là vị trí thấp nhất này, đây là vị trí thấp nhất của cái TV, thì mình làm như này. Đặt cái giá vào, đo khoảng cách từ cái điểm thấp nhất của cái TV là chỗ này đến chỗ cái con ốc. Đây, mình sẽ để như này. Đấy, mình sẽ đo khoảng cách như thế này. Đây là điểm thấp nhất của TV này. Đặt lên cái vị trí thấp nhất của mình ở trên tường này. Đây là chỗ thấp nhất. Để cái tô vít vào, đánh dấu. Đây là cái chỗ mình sẽ khoan lỗ này. Đấy. Lấy đi vô. Đặt cái này. Đây, đây. Anh giữ em cái này với. Vâng. Anh giữ đáy, anh giữ đáy cho đỡ mà. Đấy, không, anh để anh cầm một góc, anh cầm nào cho nó không rơi. Đấy, anh cầm thế cho em nhé. Sau khi đã thăng bằng thì mình đánh dấu này, giọt nước nằm ở giữa thì là cái này đã thăng bằng. Rồi, ok. Bác ấn cho em một tí nhé. Mình sẽ đánh dấu tất cả các cái vị trí khoan như này. Mình cứ đánh dấu tất đi, đừng tiếc thời gian. Nếu mà tường đẹp ấy, thì mình chỉ việc khoan ít thôi. Còn tường xấu thì mình khoan tất. Rồi, ok. Xong, đã tìm ra được vị trí khoan rồi. Bây giờ mình sẽ khoan. Hướng dẫn bạn cách khoan tránh dây điện này. Đây là cái ổ điện. Thì mình sẽ tránh cái đường ngang là một này, đấy, ngang này, tránh đường dọc là hai này, đấy, ngang thẳng, đấy, hai đường đấy là phải tránh. Và mình nhìn lên trên này có một cái bóng tiếp đúng không? Đấy, tránh luôn cả hai cái đường chéo của cái bóng, hai cái đường thẳng từ bóng tiếp xuống này, tránh luôn cả đường giữa ra. Nói chung là cứ ngang dọc, mình cứ cái chỗ nào mình nghi là mình tránh hết ra. Okay. Bây giờ bắt đầu mình sẽ khoan. Lắp ngược bóng điện mới lóa chứ chị. Cái này tại nhìn nó đập à, cô. Đây đây đây, anh giữ quan. Ảnh chưa à, không cháu lắm. Tường rất là đẹp, mình chỉ cần khoan 4 con. Cô để đấy cho cháu không? Để tí tí cháu treo cho, cô yên tâm. Tường rất là đẹp luôn. Chỉ có một cái LG 2 Panasonic. Cái này là bao tiền? Cái búa của em quét xong. Đây búa đây. Vâng vâng, cứ để đấy cho cháu. Cái này bao tiền nhỉ? Dạ. Cháu tí tí đi cho nó. Thì cháu chưa để ý. Cái này cả đi cho nó biết giá. Đợi mình nhé, mình phải lấy cái búa đó. À, cái đấy là để cho độ thả độ đấy ạ. Dạ. Cái này để cho độ thẳng hay gì nào? Không, cứ để. Thì tớ hỏi mày. À không, cháu cái đấy là không phải chế độ gì đâu. Đóng lở bạn. Thì đinh mấy đây? Đóng lở như lúc khoan đấy, đóng treo xuống luôn kia. Cái ấy của nó có vẻ là cái này không cháu? Cái gì ạ? Tí anh thử. Cháu thử. Tí sẽ thử. Tí cháu sẽ thử. Phải không?
chị nữa không? Đang đi rồi. Thế chưa ấy à? Chưa lấy chăn à? Chưa lấy được. Bây giờ mình bật giá lên. À, cơ thấp quá không? À, không. Bây giờ con nghĩ thấp. Nếu mà nằm dừa thì mới phải lên. Điện này đây. Đây. Không, cửa sổ rồi thì bóng điện làm gì anh, chỗ bên đấy thì đều chỗ này là nhìn đây. Thế này là đập vào mắt. Cái gì lóa cô? Lóa là như này cô nhá. Cái bóng điện nó phải làm ngược chiều với cái tivi thì cái bóng điện nó mới phản vào tivi. Không hiểu ý là cái này là bắt đầu nó nạo phải nhìn vào cái coi là vào cái bóng điện. Không, mình nhìn cái bóng điện làm gì? Không, tại vì nó thẳng ngay đập vào đó mà nhìn lên là ấy này. Là khó. Bóng điện đó giờ là phải lệch xa ra, mà như này là thành nó nạo phải nhìn vào, nhìn bóng nhìn đó liên quan đến bóng điện, nó nạo phải đập nó chói vào mắt. Mình đơn giản là mình lắp cái bóng nữa, mình tắt bóng này đi. Bóng lắp đằng sau được, nhưng mà nó lắp lại là đúng, tại vì góc kia của mình là giường. Không có ai lắp ở giường cả. Đây là nó nào không để nó nào quan cái đấy do nhà mình khó. Cái tivi không thể lắp ở phần nào được. Đúng rồi, tức là nếu mà nó lắp cái bóng điện ở giường kia thì nó cũng thành dở. Tại vì cái màn của mình nó nào lắp cái bóng điện nó tiên lắp mà cái bóng hai cái mà cái bên này mà cái bên này. Cái bóc tiết kiệm mà sơn sơn. Do nhà mình này, do cái này này. Nó không được cao, thế mà cái này cao thì vô tư. Đúng rồi, nó cao rồi. Thì mình đưa bóng điện lên trên. Và nhiều cái nó lắp ở đây, chính ở đây là chuẩn hợp lý nhất. Không có chỗ nào cái bóng điện cho nó bóng điện ra đây làm cái bóng điện ấy để xoắn xoắn này. Xoắn á. Và nếp bằng cái xoắn xoắn ấy. Còn nếu mà nhà mình cao thì mình đưa bóng điện lên trên giống cái ấy này, chạy ở dưới. Thế con này ví dụ chi thì chả nắp ở đâu cả. Chỉ có nắp chỗ này. Thì đương nhiên nắp rồi, nhưng đang nói là cái bóng điện nó như thế thì nhìn nó nặng thì bóng điện thành đấy đấy. Vâng, chưa cao thôi. Vì lắp dây điều hòa rất là rộng. Không thể lắp ở đâu được. Tại vì điều hòa và khi nó hỏng là hỏng. Vâng, lắp này đúng như nào mà ý là nó lại cái đối với bóng điện nó là như nào đấy. Nhìn lên chói bóng điện thì phải để cho bên này phía này cái bóng điện vâng. Bóng điện xoắn bên này, làm hai cái bóng điện xoắn hai bên. Bật cái là xoắn nhìn lên nó cổ khủng quá. Vâng. Bằng bằng tiếp xoắn xoắn ấy. Xoắn lên. Thì bây giờ thôi, dài dài này đi. Đấy. Xoắn bây giờ là hiện đại nhất rồi anh. Cài là ngày xưa, bây giờ cái nào là dùng xoắn. Xoắn để chồng lên giống cái nhà đây, để chồng lên đấy. Ok. Cái bóng bây giờ chỉ bạn cách đo giá treo nhé, mình bắt xong rồi. Đấy, đo thử này, xem này. Đấy, ok, mình đo này. Một nước như thế này là hơi lệch sang bên phải. Thì suy ra cái tivi sẽ bị lệch bên phải. Bây giờ mình cái cách mình giải quyết nhé. Cách mình giải quyết mình làm như này. Đây sẽ là bên phải của cái tivi. Mình sẽ vì nó lệch lên là mình đẩy nó cao lên thì nó sẽ cân bằng trở lại. Này, tôi sẽ mở ra và đẩy cao hết cỡ nó lên. Khi mình đẩy hết cỡ nó lên như thế này đấy, đấy. Về. Thì về mình lại vặn lại, mình lại siết lại như cũ. Không biết là con thế nào nhưng mẹ là cái người cực kỳ sốt về cái điện con đập phách phát vào xe. Thế mà con để bao lâu mẹ để ý rồi, xong. Thế đấy là sẽ là vị trí cao nhất đây. TV sẽ cân bằng trở lại đấy là theo cái dự đoán của mình. Rồi bây giờ mình thử nhé. Chỉnh ra những cái chỉnh dừng nữa này. Kéo phát. Làm gì chả có cái nào còn rẻ hơn nữa. Có cái rẻ hơn. Có cái ok. Bạn nhìn giọt nước này. Có cái 4.8. Nhất là của hãng gì chả biết. Cô bảo là nó không ấy vào cái bây giờ giọt nước đã làm ở giữa. Tí thử. Suy ra là TV sẽ cân bằng. Đấy thì mẹ vào. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt.
không tí nữa cài đặt tivi 32 inch S500 của Panasonic. Bắt đầu. Dây đó là dây ấy đây, dây em. Ok, đây là giao diện chính khi mình bật lên. Mình sẽ giới thiệu qua về cái điều khiển của nó đã nhé. Đây là nút tắt bật này. Đây là nút chuyển nhanh về TV này, chuyển nhanh về các cái nguồn phát. Ví dụ HDMI loa đầu dàn đấy. Đây là menu. Rồi. Đây là phím exit. Lên, xuống, trái, phải. Tất cả các lệnh đều dùng bằng OK này. Đây là nút home này. APP kho ứng dụng đấy. Netflix này. Netflix là chương trình truyền hình xem phim ấy. Online đó. Đây là nút mute là im lặng. Tăng tiếng giảm tiếng này. Lên một kênh xuống một kênh. Cái này là chỉ của analog thôi. Bấm vào dưới đây này. Hai cái dàn này là ở đây, ba cái dòng này là của loa đầu dàn. Loa đầu dàn của Pala. Bạn thấy hay thì like và subscribe kênh của mình nhé. Mình sẽ còn rất nhiều bài tiếp theo nữa. Bây giờ mình chọn là tiếng Việt này. Không ai ta làm được giường hết. Tiếng Việt, ok. Bên này một cái, bên này một cái. Mình để là gia đình. Cái lạc thì bật cái lạc. Ok. Bây giờ vào wifi, mình bấm ok luôn. Tự động lấy wifi. Anh kích vào wifi rồi. Vâng, anh có wifi rồi đúng không ạ? Có wifi rồi. Xin vui lòng chờ. Vâng, đang tìm kiếm mạng không gian, vui lòng chờ. Kết nối mạng này. Rồi, mình có Trần Phương Chi. Đâu? Mật khẩu là Trần chữ Chi. Nhỏ anh. Trần TL. Vâng. Chữ nhỏ hết anh nhỉ. Trần Phương Chi một kia. Mình sẽ chọn này. Trần Phương Chi đâu. Chữ T này. Chữ R này. Bên phải. Chữ A này. Chữ L này. Trần này. Phương chữ Chi. P này. Chữ H này. Chữ U. Chữ O, chữ L, chữ G, C anh nhỉ? C. Chữ C. Đây là cách kết nối với Wi-Fi. Khi mình kết nối xong rồi, riêng ở Pala thì mình chỉ có một nút OK, đấy là nút Z-turn là quay lại. Quay lại chính là OK. Không có nút nào khác cả. OK. Bạn like và subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Ok, đã kết nối được xong với Internet. Đều ok hết rồi. Bấm tiếp theo này. Rồi, mình chọn quốc gia của mình là Việt Nam. Và của mình không phải là kỹ thuật số. Của mình chỉ là TV tương tự thôi. Mình khởi động dò tự động luôn. Rồi, mình chọn là châu Á và Tây Âu. Nếu bây giờ có kênh thì nó sẽ hiện ở đây. Đây là bài hướng dẫn về TV 32DS500 của Panasonic. Bạn thấy hay thì like và subscribe kênh. Rồi, ok rồi, kênh xong rồi. Bây giờ nó sẽ hỏi mình về các cái điều khoản. Mình sẽ phải chọn đồng ý thôi. Tất nhiên phải chọn đồng ý rồi. Đồng ý luôn, ok. Không có lựa chọn nào ngoài đồng ý với điều khoản. Không thì không sử dụng. Đây, đây là giao diện chính khi đã cài đặt xong. Mình sẽ bấm OK. Đây này, phần này sẽ giải thích chức năng màn hình chính của tôi, chính là cái nút ở giữa đây. Mình sẽ bấm OK. Đấy, màn hình chính cho phép bạn thưởng thức chương trình TV và các chương trình đây. Tức là cái phần màu vàng khoanh vàng đấy, bạn nhìn thấy không? Đấy, OK này, sử dụng OK để khởi chạy nó bằng cách ấn OK này đấy. Trước tiên hãy thử toàn hình màn hình TV. Đây, mình sẽ chuyển sang TV. Mình bấm OK, đây là toàn màn hình. Đây, mình bấm phím Home đây. Home như kiểu là phím Home của Android đấy. Mình bấm phím Home một lần. Đấy, bấm phím Home để máy chủ này. Nếu bạn bấm Home một màn hình chủ thì sẽ đưa đến màn hình máy chủ này. Rồi. Có thể dùng bên phải bên trái để sang nhiều các cái màn hình khác nhau ấy. Này. Này. Bấm Home một lần nữa để về màn hình trước đó này. Đấy, xong, bây giờ thưởng thức thôi. Đấy, mình sẽ hướng dẫn bạn vào YouTube nhé, sử dụng chức năng Smart này. Đây, mình bấm nút lên trên điều khiển và chọn vào cái ứng dụng. Đây, ứng dụng đây. Ở đây thì có sẵn rất nhiều ứng dụng. Mình cái mình cần là YouTube đây.
Đây là trình duyệt web này. Đây trình duyệt web đây, web round đây. Có thể vào Zalo, Facebook các thứ đấy. Đây, ngôi sao số hóa VNX Fest này, nó có sẵn cho mình. Mình vào YouTube thôi, mình cần YouTube thôi. Mình chả cần gì cả. Rồi, ok. Đây là lần đầu khởi chạy nên là nó sẽ phát rất là, cũng gọi là mất thời gian. Xong, đang loát. Rồi, ok, đã vào đến giao diện YouTube. Đến đây thì bạn có thể là đây, đây là có sẵn các cái đề xuất ở đây rồi. Bạn có thể xem theo các cái đề xuất này. Trong tường hết 4 triệu cáp, tiền cáp trong tường 4 triệu này. Thế mà không có. Này đề xuất đây. Còn lên đây mình có thể bấm tìm kiếm này. Đấy, tìm kiếm cái gì là do mình hết. Hình như là cứ xoay quanh mấy cái mũi tên lên, mũi tên xuống. Đây này, vâng, và ok ở giữa, luôn luôn chọn là ok. Vâng. Đây là các cái video mà nó tìm kiếm ra. Mình bấm ok để xem. Ok, đây là toàn bộ bài hướng dẫn về TV Pala, vâng. Panasonic 32DS500V. Thử. Bạn là thế hay thì like và subscribe ủng hộ kênh nhé. Mình còn ra nhiều TV nữa. Bây giờ là mình sẽ còn ra nhiều hướng dẫn nữa. Còn đây là TV này là có giá là 5.600.000 bạn nhé. Cảm ơn bạn.